Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Di động Việt. Có lẽ chúng ta không có gì để nghi ngờ về vị thế thống trị thế giới quảng cáo Internet của Google hiện nay. Xuất phát điểm là một công cụ miễn phí, Google đã giúp mở ra một nền tảng quảng cáo được đánh giá là tối ưu bậc nhất, giúp cho người dùng Internet và các nhà quảng cáo có được cơ hội tiếp cận thứ mình cần nhanh hơn. Tuy nhiên thì không có bữa ăn nào là miễn phí, và với vị thế độc tôn của mình thì Google bắt đầu bị coi là một công ty không đáng tin cậy khi xét về tính xác thực của những nội dung mà họ cung cấp. Lý do chính là bởi Google đang phụ thuộc rất nhiều vào nội dung để thu hút được người dùng và phát triển quảng cáo. Tuy nhiên thì những đơn vị xuất bản được Google sử dụng thông tin thì không được một chi phí nào từ việc này. Theo báo cáo của Liên minh truyền thông tin tức News Media Alliance vào cuối tuần trước ngày 18 tháng 6, nền tảng trực tuyến này đang có quá nhiều quyền lực khiến cho các tòa báo hay là các nhà xuất bản không thể đàm phán về lợi nhuận chia sẻ với Google. Điều này không giống với Facebook và Apple, hai đơn vị có chi trả cho các nhà xuất bản. Jack Seeler Coffee, cố vấn của New Media Alliance cho biết, do có rất ít quyền lực cho việc thương lượng với Google, các đơn vị xuất bản phải đồng ý cho nền tảng này sử dụng không giới hạn tin tức mà họ không phải trả tiền. Ngoài ra, thì một nghiên cứu gần đây còn cho thấy Google đang kiểm soát thị trường quảng cáo kỹ thuật số và gây tổn hại cho các nhà xuất bản, vốn bị ràng buộc bởi công nghệ của Google trong việc bán quảng cáo trên trang web của họ. Hiện tại, thì các đơn vị cung cấp nội dung cho Google đang sử dụng công nghệ mà công ty Internet này tạo ra vào năm 2015, gọi là Accelerated Mobile Pages, hay còn gọi tắt là AMP, nhằm giảm thời gian tải cho các trang web trên thiết bị di động. Các bài viết có định dạng AMP được lưu trữ trên các máy chủ của Google, chứ không phải là trên máy chủ của các nhà xuất bản. Và điều đó cho phép Google hình thành mối quan hệ trực tiếp với độc giả, thu thập dữ liệu người dùng có giá trị, mà không trả lại thông tin này cho đơn vị cung cấp nội dung. Theo điều tra của Liên minh truyền thông tin tức, các đơn vị xuất bản không có lựa chọn nào khác ngoài việc áp dụng định dạng này, bởi khi làm vậy thì Google sẽ cải thiện nội dung xếp hạng của họ trong kết quả tìm kiếm. Google phủ nhận việc sử dụng AMP ảnh hưởng đến thứ hạng tìm kiếm và họ cho biết công nghệ này cải thiện vấn đề hiển thị của tin tức trên thiết bị di động. Tuy nhiên, trong một bài đăng trên blog, công ty Internet này lại tuyên bố rằng tốc độ là một yếu tố xếp hạng cho việc tìm kiếm trên Google. Đại diện của Google cũng nói, có nhiều cách các đơn vị xuất bản phân phối nội dung của họ, công cụ tìm kiếm chỉ là một trong số đó. Một số trang báo có trả phí phản ánh rằng định dạng AMP ngăn cản độc giả đăng ký theo dõi báo thường xuyên. Một tờ báo lớn tại Mỹ đã nghiên cứu tỷ lệ người đăng ký đọc báo thường xuyên từ truy cập di động cho đến trang web so với định dạng AMP và thấy rằng số lượng người đăng ký từ AMP thấp hơn tới 39% so với các hình thức khác. Liên minh truyền thông tin tức đang kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua luật cho phép các nhà xuất bản đàm phán tập thể với Google và các nền tảng khác mà không vi phạm luật chống độc quyền. Liên minh này kết luận rằng Google đã đưa ra các điều khoản không thể thương lượng trong việc sử dụng nội dung của họ. Thực tế mà nói, chính cách làm ăn của Google đang khiến họ bị rơi vào các cuộc điều tra chống độc quyền trong suốt một thời gian dài vừa qua. Việc các công ty Mỹ như Apple, Google hay Facebook lọt vào tầm ngắm của các nhà chức trách cũng cho thấy đã đến lúc cần phải đưa ra lời cảnh báo cho các công ty công nghệ lớn nhằm giúp môi trường Internet trở nên trong sạch hơn, thay vì bị thao túng bởi đồng tiền như hiện nay. Vậy còn ý kiến các bạn thì sao? Các bạn thấy sao về tình trạng này của Google? Hãy để lại comment ở bên dưới video này nhé. Còn bây giờ thì Di Động Việt xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.